Em bị ở nhà. Xin chào mọi người nhá. Mời cả nhà uống nước với mấy anh em mình nhá. Hôm nay em Luân Trần mời mấy anh em sang đây uống nước ngắm vườn lan. Cả Nguyễn Tất Thắng, anh em đang ngồi chém gió uống nước chè. Trường ra lâu chưa? Anh vừa ra chiều nay. Mấy ra tập huấn à? Đi tập huấn mà. Nguyễn Tất Thắng cuối tuần này không đi bản à? Ở nhà. Hôm nay ở nhà giữ gìn sức khỏe, long thể. Để sức leo núi. Thế tuần sau lại lên trên chứ? Tuần sau chắc là có. Đang làm nhà cho bà cụ nữa. Phải đi xem là họ làm như thế nào rồi. Cái nhà mà cái bà mà có mấy cô con gái bị khuyết tật ấy nhỉ? Cầm tâm hay như nào nhỉ? Khuyết tật nhỉ? Thiểu năng trí tuệ. Nhìn phên, đúng phên kiểu này đấy nhỉ? Nhà bà cụ đấy phên như này. Cần kia nó khác. Cái này trúc trơn như thế nào? Trúc leo ấy. Trúc này là chú lấy ở tận đâu? Trúc này chú lấy ở tận đâu này? Rừng Hà Giang đấy, rừng đấy, rừng. Trên đồi này. Nó cao, nó ở trên cao mà trúc này nó trên cao. Nhưng cái này chú đi mua chứ? Lấy anh này. Mua ai bán cái này đâu? Bạn là chú hay đi rừng rú lấy lan này là chú biết chỗ lấy đúng không? Chỗ bãi mà. Có cây to không? Không, chút này chút leo chỉ nhỏ thôi. Chỉ nhỏ như này thôi. Chút leo thì thế thôi. Ừ, có khi hôm nào mình lên. Cái này trên này thì bàn đầy. Cái này là cây chai thì... Cái này cây chai à? Cây chai. Là chắc nhỉ? Đây là đinh. Nghiến. À, nghiến. Nghiến. U nghiến đúng không? U nghiến. Cái này trước... Thế cây dưới này là cây gì đây? Long não. Long não á? Ui, nhưng mà nó bị rỗng ở giữa à? Phí nhỉ? Trước đây anh đang ngồi cái chai đó. Đôn chai. Đôn này à? Những cái đôn này đinh. Là chai hết à? Đây là đinh. Đinh à? Đây là nhội. Ngon nhỉ? Anh ngồi đang đun cái ghế băng nghiến. Cái này á? Cái này là nghiến à? Cái này là rác thôi nhỉ? Sao lại có bi ở trong đấy? Để nó. Bi là bản kim này. À, anh tưởng là bi từ cái thời bắn con lợn rừng này. Quả này ác nhỉ. Chú siêu tầm ở đâu đấy? Có hai cái cho cậu em ạ. Có anh một cậu, em một cái hả? Nhưng cái này em mua à? Nhưng cái này đút vào ấy. Đút thì nó phải vừa mới vào chứ. Nó phải đúng rồi. Vào được chứ. Phải đúng cái hàm của nó vào chứ. Ủa, ác nhỉ. Còn đấy, nguyên đấy đúng không? Cái này còn nguyên. Răng thật. Ủa. Của nó đây á? Ác nhỉ. Cắn. Thân Thắng thử cắn xem có khỏe hơn. Xem răng mình có cứng xem bằng dây răng con lợn không? Ui, ác nhỉ. Cái này đeo vào cổ được đi chứ. Dạ. Cái này dài dã man nhỉ. Cái này rút ra làm gì? Rút ra xem nó dài không trong ấy. À. Nó cũng dài phết. Đây. Dài nhỉ. Nó rút ra. Còn mấy cái này không rút được đâu đúng không? Mũi tên đấy, mũi giáo ấy. Em rút được không? Cứng nhỉ. Ác nhỉ. Cái này rồi, rút hết rồi. Cái này bây giờ đánh bóng lên xong là đeo cổ được đấy nhỉ? Đấy, chắc thủng cổ. Đấy. Đây là nanh lợn rừng nha các bạn nhá. Đây là cái hàm lợn rừng chính hiệu luôn. Nếu mà không đúng cái hàm của nó thì không bao giờ đút được cái nanh to này đúng không? Cái này nó còn thừa ra một cái này. Ừ. Đây này, bi ngày xưa bắn như này. Vẫn còn đâu rồi. Bi ngày xưa bắn con lợn rừng này. Rồi, bi súng kíp ngày xưa đấy. Ừ. Là đạn hoa cải. Hoa cải. Cái này là phải đạn quả cà nhỉ. Ừ. Phải dã man nhỉ. Đây đợt em mua ở huyện nào đấy? Quản Bạ. Đắt không? Mấy triệu? Gần 2 triệu đấy. Bây giờ một cái nanh này nó khoảng 200.000 một cái này. Thấy vào là 200.000 á? Nhưng mà đấy bằng nhựa. Làm gì cái này nhá. Cách đây khoảng 10 năm mình đã thấy là 600.000 một cái này rồi. 10 năm thì bây giờ mỗi năm nó tăng lên 100.000.
Tên 6 năm. Triệu 6 nhỉ. Triệu 6. Đấy, anh em nào có thích chơi nanh lợn rừng nhưng mà bây giờ khó lắm. Ngày xưa là anh Trường được. Anh bảo cái này ấy, nó là 600. Ừ. Thì bây giờ sau 10 năm mà mỗi năm nó tăng lên 100. Giả nhiều. Đấy. Ừ. Thì khoảng tầm 1.6 triệu. Một năm nhỉ. Ở 10 năm 1.6 triệu rồi. Nhưng mà cái đang đẹp lại rút đi làm gì để cả đôi này mới đẹp. Thứ nhỉ. Cái nó lệch lạc. Thì nó lệch quá. Nó để cả đôi nó cũng không đẹp đâu mà. Đây là ngô để nấu mèn mén nha các bạn nhé. Treo để trang trí. Đỏ tôm. Đèn này. Đèn có điện lên không? Đấy, kiếm được quả đèn này á phết nhỉ. Ừ. Sáng. Đây là sáu diều. Tuổi thơ đây. Thái Bình. Phải không? Hưng Yên. À? Đúng rồi, Hưng Yên mới là đất chơi diều mạnh. Thái Bình cũng chơi mạnh nhỉ? Thái Bình cánh đồng. Còn đây là nấm. Linh chi à? Nhất chỉ chi. Ừ. Chị bệnh gì? Chị Thắng bệnh biết nhất không? Xương khớp. À dạ. Thế tôi Thắng ở trên kia có hay thấy cái này có này. Trước lấy đẩy nên là nó cuốn nó dài này cơ mà. À. Trên rừng nó cuốn. Nhưng mà cái này ở trên núi đá mới là đẹp nha nhỉ? Nó ở những cái cây ở trên núi đá nó mọc. Còn hoa này thì là ấy. Hoa hồng Hà Nội à? Chợ Hà Giang này. Đồ độc phết này nhỉ, chú chơi hàng độc. Ghế đôn thì toàn bằng chai với lại cái gì đây? Nghiến à? Đinh. Đây là đây. Cái này chai. Ừ. Đinh. Chịu khó siêu tầm phết nhỉ. Mọi người cho một cái đôn chai. Cái này đinh chun, đánh đinh chun đây á. Đinh đấy, đinh củ á, đinh gốc đinh xưa đấy. Gốc đinh. Đi đào về. Nhưng cái này bây giờ chỉ là đục tượng thôi. Đục tượng được. Còn đinh có ai đục tượng đâu. Đinh bàn ghế phải không? Đục được chứ. Kệ chứ. Đục tượng nó mới đẹp, nó không nứt. Đinh. Để như này thì nó nứt nha, nhưng mà đục khi đục xong người ta ấy này. Nhưng mà đục tượng bằng đinh này hơi khó bởi vì nó hay bay lắm, nó hay cứng. Không phải nó cái thớ của nó ấy. Cái thớ nó hay rách ấy. Hay nứt. Để nứt. Ừ. À, nói chung là để ngồi này biết đâu mấy nữa lại đấu giá nhỉ. Đinh bây giờ là tuyệt chủng này. Đặc quá. Nó cho nên vừa bi rơi vào. Bi. Uống vào cho có sắt. Nguyễn Tất Thắng ạ. À, uống vào cho có sắt. Thiếu sắt không? Thiếu sắt thì uống mà. Đang thừa sắt này, bây giờ bọn nó bẻ chân còn trở dậy. Cái gì ấy? Gà. Gà cho gà. Ui, nhiều gà đấy. Nuôi cả gà trọi à? Đừng quay gà vi phạm bản quyền đấy. Ừ. À, em nói thật mà. Đúng rồi. Gà giết này. Vàng luôn. Gà nhá, nếu mà mình bắt thôi cũng bị bản quyền mà. Đúng rồi. À, đây, một con mi này. Hot ác không em? Cái này mà Mỹ Hải mà nhìn thấy con này đánh giá được ngay đấy nhỉ. Con này nó khoảng khoảng 3 triệu. Thắng đi chơi với Mỹ Hải nhiều chắc cũng sành về chim đúng không? Đâu. Đây này. Con em giống con phượng hoàng đất của Mỹ Hải không? À. Con này bị sao ngực nó bị sao kìa? À chân nó ngoắc kìa nào. Thay lông nó. Không phải thay lông. Ừ. Thay lông mà. Thay lông của em. Con này cái mi của nó chưa dựng lắm. Chưa dựng à? Đúng không? Lại cụp. Phải không? Ừ. Đứt. Dạ. Con này đánh trận nào chưa? Cho đánh trận nào chưa? Chim này chim hót mà. Ai đánh đấm bây giờ nữa. Thế như con này ta Thắng đi theo Mỹ Hải nhiều có kinh nghiệm thì đánh giá con này khoảng bao nhiêu tiền? Con này là tướng thứ nhất là đứng cầu là chưa ưỡn lắm. Đấy cho mái vào. Chỉ là được. Hai được à? Quánh luôn. Gạ ngay nhỉ. Quánh luôn à? Đây chiến đấu ấy nhỉ? Quánh luôn không? Đánh hai này đánh nhỉ. Hai con này á? Được phút không? Nhưng mà cái con bên này anh thấy nó cái mỏ nó như kiểu bị xước phải không? Đánh nhau thấy mỏ anh. Thấy mỏ ra. Đánh nhau vỡ mỏ. Thử cho vào mà xem mổ mấy phát nào. Mổ không? Mổ đấy. Mổ ra lại chạy luôn. Mổ thay lông không có mổ. Mổ sợ nó tuét đấy thôi, tuét mỏ. Ây à. Con này sắp cầm dạng mẹ cầm trên tay không được. Cầm trên tay được á? Cầm này cầm tay không được.
Mấy con này là đều ở trong đường hồng ra hay là lấy thần đâu? Con này cầm tay hót, con này cầm tay không được hót. À. Nhỉ. Thế như hai con này thì con nào đắt hơn? À, hai con này ngang tiền nhau. Ngang tiền nhau. Bây giờ trị giá hai con này khoảng là mười mấy củ. Là 16 củ rồi cơ mà. Ừ. Mà con đấy nó đánh giải ấy. Nó là Phượng Hoàng Đất à? Phượng Hoàng Đất. Tên kinh như nhỉ. Con đây là anh trai của Phượng Hoàng Lửa. Ừ. Còn đây là con khiếu này. Con khiếu này thì buổi sáng nó mới hót à luôn. Đấy là khiếu cái. Cái đó. Được chứ nhỉ? Đây có dâu đây đây. Cái hết được cái ở. Úi giời, nó ướn kinh phết đấy. Xùy phát nó ướn người ngay nhỉ? Con này là bị liệt chân rồi. À. Nó làm bẹp đây này, nó không dậy nữa. Về em chữa lại khỏi. Chữa lại khỏi mới đứng được như này. Chân nó đang đứng, nó đang hơi run run đấy. Nhưng mà nó là đứng được rồi. Đây được rồi. Trước là liệt à? Liệt. Liệt. Thế bây giờ con ngon nhỉ? Con này chỉ có chết, cứ đi. Thế là chữa là... lại. Nhưng bây giờ sáng nó hot tốt không? Hot ác. Thế là chữa được khỏi là ngon rồi nhỉ? Thế là con này được cho à? Cho hết luôn, cả lồng à. Cho hết. Xác định là chết rồi đúng không? À, chứng tỏ nó vẫn đang hơi đau một chút thôi. Không phải mê tín đâu nhưng mà chứng tỏ nó hợp chủ ấy nhỉ. Đấy. Rồi cứ ăn uống nó phải khác. Nhưng con này bây giờ bắt ra ngoài được chứ? Bắt biết bình thường không? Bắt được. Mất đây nhỉ, cho ra mất. Không đi đâu, nó vẫn quanh quẩn đấy, nhìn bắt lại. Rồi hai con mi này bắt đầu nó xùy cái là bắt đầu nó gạ nhau đấy nhỉ. Đúng rồi, con gà tức nhau tiếng gáy, chim nó cũng tức nhau tiếng ấy nhỉ. Ít to hơn. Ít to hơn là thế nào cho Phượng Hoàng Đất của Mỹ Hải xuống thử. À, nhưng mà Phượng Hoàng Đất kia là chuyên đánh thôi nhỉ? Không phải. Chim đánh to, bộ nó to hơn. Con kia là con chim chiến. Chim chiến. Này nó to. Cái này to để không biết tôi nhìn bây giờ tướng nó đẹp lắm. Đúng anh rồi. Như kiểu là cái người anh bây giờ với nhiều như còi anh nó khác nhau ấy. Nó phải có 6 múi đúng không? Con kia là con 6 múi, con này là con 4 múi thôi. Cái lan này là lan, đâu phải lan đâu, hay cây. Đó, đây là lan cầm củ. Nhưng mà lá là trái tim. Cái gì? Lá cầm củ nhìn như kiểu lá bỏng ấy nhỉ? Ờ, cây lan cầm củ. Anh tưởng là cây đa chứ, lúc đầu anh tưởng cây đa mà. Hả? Sao nhìn giống như cây đa ấy? Ủi, cái lá là trái tim này. Lá trái tim. Thế thì phải gọi là lan trái tim chứ. Cầm củ này trong miền Nam thì có. Thì cầm củ thân gỗ. Thân gỗ nhỉ? Mà nó vẫn là họ mà lan thì nó dày nhỉ? Với vỏ, cái lá nó dày. Kia cũng là củ đấy, cái dây leo leo cũng là cẩm cù. Loại này miền Bắc, miền Đà. Loại này miền Bắc, loại này miền Nam. Cái leo này là cẩm cù đấy. Nhưng mà đây là họ dây đúng không? Cái kia là họ gỗ đúng không? Gỗ. Lá này là lá tim, người ta lá là tim. To dày. Mình không sành về lan mấy nên là. Lá này còn mỏng đấy, về đây mỏng. Có hoa không? Thích. Có hoa chứ. Cái này là chú mua từ miền Nam ra. Đó, miền Nam. Một cây như này là bao nhiêu? 300.000 400 mà. Cái gì mình nhiều cái mình buôn bán đúng giá thị trường. Trên như nào là thế luôn. Cái lá này nó được mấy tháng? Một lá này. Chắc phải hơn năm ấy nhỉ. Một năm đấy phải lá. Nó lên được này. Nó có rụng không? Không rụng lá. Lá nào giờ mới rụng. Không chắc nó lâu mới rụng. Ít nhất phải nó vài năm. Rất là lâu nó mới rụng. Cái này mới. Còn lá rất là lâu nó mới rụng. Lá nào mà chẳng bởi vì nhìn cái lá nó như cái thân rồi, nó dày cộp rồi này. Giống như cái hoa bỏng ấy nhỉ. Hay gì cây bỏng. Đây mình còn bỏng đấy, lá ở trong nó dày, nó còn dày hơn, dày gấp đôi này. Cái cộp luôn. À. Đây này nó còi. Cái rêu này chết rồi. Đó, không, rêu không, không lên được. Rêu mình để giữ ẩm thôi, mình biết chỉ để giữ ẩm thôi. Có cái lên được chứ đúng không? Đợt chú chả có mấy cái lên đây. Nó là rêu ở trên đây đúng không? Rêu xanh, còn đây là rêu trắng. Rêu này không lên được à? Cái rêu này chả đợt chú lấy ở trên Đồng Văn kìa. Trắng rồi, đắt tiền hơn. Thế á? Đắt tiền hơn cái rêu kia. Nó thắng ở trên... Rêu hay trồng cái cây hồ điệp ở trong cốc mà Tết anh mua ấy. Rút ra trong cốc ấy, nó hay có cái rêu này, nó là cái rêu này. Nó là rêu xanh kia của mình. Rồi. Rêu xanh kia mình nữa. Thế cái rêu đá mà hôm chú bắt lấy kia là nó sống đúng không? Nó sống. Tươi là rêu khác, còn cái này rêu khác. Có mấy loại rêu không? Hai ba loại. À, Nguyễn Tất Thắng này, hôm nọ anh thấy có mấy người muốn hỏi chú ấy. Tức là sau khi chuyển về Hà Giang rồi thì chú có dự định...
làm những cái gì mà nhiều người thắc mắc bảo là và tiếc là cái gì nhỉ, Nguyễn Tất Thắng về Hà Giang thì ai đi làm từ thiện giúp bà con ở trên đấy? Vẫn đi làm đấy, bây giờ vẫn đi đấy, cuối tuần là đi. Cuối tuần lại lên trên đấy, còn trước là cuối tuần về nhà. Trước là cuối tuần là phải về nhà, đấy. Bây giờ là cuối tuần lại phải đi. Cuối tuần lại lên trên đấy, cũng vất vả đấy nhỉ, đi đi lại lại. Đi lại nhiều. Từ đây lên trên đấy nó vào khoảng 150 cây ấy nhỉ? 155 cây. Còn chưa tính vào bản nhé các bạn nhé. Đúng rồi. Vào bản còn xa nữa. Mấy ngày hôm nay trên đấy rét lắm. Thế lâu lâu không lên được thì có dự định là cho Mỹ Hải ở trên kia quay hộ không hay như thế này? Có, Mỹ Hải thì vẫn cứ quay của hắn mà có kênh riêng mà. Không, đôi khi nhiều lúc phải nhờ Mỹ Hải đi vào trong bản ấy, kiểm tra chứ này. Mỹ Hải bây giờ cũng có một cái cách nói chuyện riêng khác nhau nên là không được, quay nó khó, nó không ưng ý đúng không? Đúng rồi. Mỹ Hải mấy hôm nay cũng thấy có mấy video. Đúng rồi. Có hướng cho Mỹ Hải làm YouTube không? Có, ông vẫn đang làm thôi. Nhưng mà thấy phập phù lắm, lâu lâu mới ra một nghìn người đăng ký rồi đấy. Lâu lâu mới thấy một video. Kênh là Thánh Chém Mèo Vạc ấy. Thế về dưới Hà Giang thì có dự định làm thêm kênh mới về thành phố với lại dân bản ở quanh thành phố không? Chỉ có duy nhất một kênh Nguyễn Tất Thắng thôi, không có kênh gì nữa. Nhưng tới đây có dự định làm không? Thực ra thì mình không phải là chuyên nghiệp. Đấy. Còn đi làm nữa đúng không? Ăn lương nhà nước, không có thời gian nhiều. Một kênh là quá đủ. Xong lại đi làm, tranh thủ ngày nghỉ mới đi. Tối về lại còn đóng mật ong cho các bác, các cô, các chú. Thế mà nhiều người bảo là suốt ngày đi quay. Nhưng mà nhiều người không hiểu đi quay YouTube nghĩ là nó đơn giản đúng không? Đi sưng cả chân không phải đơn giản đâu. Tối về có hôm còn đau chân không ngủ được. Chung là may là không chịu khó ăn những cái đồ của dân bản rồi là những cái đồ của núi rừng ấy, nó cũng chữa bệnh được một số loại thảo dược. Rồi là như kiểu là hoa tam thất uống này. Trên đây có hoa tam thất rồi. Ngâm tam thất này. Rồi thì rượu này, rượu uống toàn ngâm dễ danh với cả các loại củ quả. Các loại củ quả. Các loại cái cây thảo dược trên vùng cao. Đúng rồi. Tốt. Ai có nhu cầu mà thảo dược, thảo dược vùng cao thì cứ alo cho Nguyễn Tất Thắng. Thế là bây giờ là chuyển hẳn sang chuyên bán các cái đồ không, sản phẩm. Không phải chuyên bán, mình có thể bán gì cả. Nhưng nếu mà ai cần, thì có thể lấy giúp được đúng không? Chứ buôn bán thì mình buôn bán cái gì. Việc còn lo cong lúc cả người lên như còn đâu rồi. Còn đi buôn như cả bán. Thế xuống dưới này làm thì công việc có vất vả lắm không? Công việc dưới này thì nó bình thường thôi. Đâu cũng thế mà đi làm chỗ nào cũng như vậy. Ở dưới này thì cũng từ đầu tuần đến thứ bảy thôi đúng không? Thứ bảy được nghỉ nhỉ? Thứ bảy chủ nhật nghỉ đúng không? Chiều thứ sáu là bắt đầu xách ba lô lên. Lại lên lên nơi công tác cũ ấy đúng không? Chiều chủ nhật nó bắt đầu lại về. Thứ hai lại đi làm. Ra đi làm. Thế từ nhà chỗ thành phố đi làm chỗ cơ quan có sao? Mất khoảng 10-15 phút. Mất 10-15 phút thế cũng gần thôi nhỉ? Với lại ở thành phố, đường thành phố đi nó nhanh. Không như ở trên bản, mà vào xã thì thôi nhỉ? Đúng rồi. Này phép. Đấy. Nguyễn Tất Thắng hiện tại là chuyển công tác về Hà Giang rồi nhé các bạn nhé. Hàng ngày đi làm xong rồi cuối tuần lại lên vùng cao với bà con. Đi nhiều này là lại yêu bà con, tới đây lại chuyển lên đến đấy thì chết. Chuyển về rồi xong lại chuyển ngược lên. Lại chuyển ngược lên. Đấy là những thông tin đích thực của Nguyễn Tất Thắng, về Nguyễn Tất Thắng nha các bạn nha. Tôi anh em ơi chỉ tâm sự vậy thôi. Các bạn thấy video muốn hỏi cái gì thì hôm nào tôi sẽ nhiều hỏi. Nhiều người hỏi ấy, thì là qua kênh của Nguyễn Tất Thắng thì hỏi
Nhưng còn anh Trường anh chỉ gặp lâu lâu anh về thì gặp một hai lần thôi chứ cũng không thể trả lời hết được. Đấy, nhiều bạn bình luận dưới cứ hỏi anh Trường nhưng mà anh Trường anh lại không có nghĩa là không anh em không gặp nhau thường xuyên. Đúng rồi. Đấy, khoảng 2-3 tháng rồi anh em mới ngồi mới gặp nhau như này. Nghệ sĩ kiểu lang thang ngồi bắt đầu là mới bàn nói chuyện. Thì anh ấy cũng không nắm được những cái thông tin nó cập nhật được. Đấy. Nên các bạn có thể bình luận luôn ở dưới cái kênh của anh Trường đấy, mình có thể trả lời ở đấy được. Đấy. Tại vì mình với anh Trường thì cũng là đồng nghiệp mà cũng lâu lâu thì cũng lúc nào mình cũng hay để ý và xem kênh của anh Trường. Đấy là những cái thông tin rất thực nhá. Thực ra là mình với Nguyễn Tất Thắng anh em đều là nghệ sĩ các bạn ạ. Thế nên là lâu lâu mới gặp nhau, mình thì lại công tác trên huyện. Bây giờ Nguyễn Tất Thắng về thành phố rồi thì có khả năng là lâu lâu mình ra thành phố đi công tác thì sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng mà trước đây mỗi người một huyện đi xa lắm các bạn ạ. Đi mỗi lần đi phải hơn 100 cây mới lên đến chỗ công tác cũ của Nguyễn Tất Thắng. Vì một cái tỉnh thì có rất nhiều huyện thị, các bạn biết rồi đấy. Đường đi nó khó khăn lắm trên huyện, rất là vất vả. Nếu bạn nào muốn hỏi và thắc mắc cái gì thì có thể là comment bên dưới video của mình hoặc video của anh Nguyễn Tất Thắng nha các bạn nha. Đây là em Luân Trần. Luân Trần chào mọi người, xong là kết thúc video đấy nhỉ. Chào các bạn nha. Luân Trần có muốn nói gì với mọi người, có muốn giới thiệu cái gì về vườn lan của mình không? Bạn hãy xin qua ủng hộ cho Luân Trần. Tên Duy Rút. Luân Trần chưa vợ nha các bạn nha. Đấy, em nào mạnh lên các trang, các hội, các nhóm. Đấy. Em nào mà có nhu cầu kén rể thì thì cứ comment nha. Đấy. Chưa gì, ông chủ vườn lan rất là to. Đại gia lan. Đại gia lan. Cuối đời vẫn gặp lan. Đấy, đấy bây giờ Luân Trần là ở gần Nguyễn Tất Thắng rồi đấy. Luân Trần thì cũng ở thành phố các bạn ạ. Mỗi mình bây giờ ở trên bản thôi. Có lẽ mình xin phép kết thúc video tại đây nhá. Các bạn thấy video hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh và ủng hộ cho ba anh em mình nhá. Kết thúc rồi nhá.